Ngoài trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay bò gì rất là đông. Mình quay cho cô chú anh chị xem cái lô bò là 11 con bò lỡ. Năm 13 14 tháng tuổi nha. Là 7 con 3B. Bắt đầu từ con bông nè, 7 con 3B và 4 con pháp kem. Nó cũng cỡ với nhau à, mà kem là kem nội bự lắm. Năm 13 14 tháng tuổi nha. Bò này siêu lực. Cái giá tiền của nó là đồng giá 31 triệu một con. Mình quay kỹ từ con cho cô chú anh chị xem. Đây là một con 3B bông nè. Bò này trên 300 kg hơi nha. Bò này trên 300 kg hơi hết rồi, không có con nào mà dưới trên. Mình cột một lô này là 11 con một cỡ một luôn. 3B này 3B độ nha, xương sóc rất là lớn. Xương sóc cho cô chú chị xem rất là lớn nè. Đồng giá 31 triệu một con nha. Lô này 11 con. Dây mông rồi là khỏi dây, con nào cũng lấy lưng thớt mà mông đùi nở không. 20 31 triệu một con, mà lô này là 7 con với 4 con là 11 con. 31 triệu đồng giá. Mình biết rồi. Lưng nó đẹp. 7 con 3B nha, 7 con 3B lỡ. Giờ 4 con kem. 4 kem này lớn lắm. 4 kem này nó lớn hơn 3B 1 chấm á. Nó lớn hơn khoảng 1 chấm bò đó, nhưng mà mình bán đồng giá luôn. 4 con kem này. Hết hồn lực rồi. Xương sóc và dây đứt. Con này toàn lớn hết hồn của em này. Rồi mình quay lại một bận nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. 31 triệu con, lô này 11 con, 4 con kem, 7 con 3B. Cái bò kem này đẹp hết, biết cái mỏ nó cục ngốc. Đầu bự, xương to. Bò này thúc mau lên, bò này thúc chắc 6 tháng 7 tháng là tới thịt luôn. 6 7 tháng là tới thịt. Rồi cô chú anh chị nào cần bò rổ béo thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Con nào cũng đấy. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ suốt trong thời gian qua nha. Con này siêu lực.